Nhưng Cha và Con và Thánh Thần. Chúa cùng anh chị em. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta bước vào Chủ nhật thứ 32 mùa thường niên với sứ điệp tin mừng hôm nay. Như bà quá nghèo đã dâng cho Chúa tất cả những gì bà có, xin cho mỗi người chúng ta cũng dâng cho Chúa tất cả những gì chúng ta có, vì chính Ngài là người Cha luôn biết yêu thương chăm sóc cho chúng ta. Trong tâm tình đó, chúng ta cùng sám hối mọi lỗi lầm để xứng đáng dâng thánh lễ hôm nay. Lạy Chúa, Chúa đã được sai đến để cứu chữa những tâm hồn thống hối. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Lạy Chúa Kitô, Chúa đã đến kêu gọi những người tội lỗi. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Lạy Chúa, Chúa ngự bên hữu Đức Chúa Cha để chuyển cầu cho chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Amen. Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời. Lạy Thiên Chúa toàn năng và nhân hậu, xin đẩy xa những gì cản bước tiến của chúng con trên đường về với Chúa, để một khi xác hồn thanh thản, chúng con được hoàn toàn tự do thực hiện ý Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiển trị cùng Chúa trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Bài thứ sách các vua quyển thứ nhất. Ngày ấy, ngôn sứ Elia đứng dậy đi xa Repta. Khi đến cổng thành, ông thấy có một bà quá đang lượm củi. Ông gọi bà ấy và nói: "Bà làm ơn đem bình lấy cho tôi chút nước để tôi uống." Bà ấy liền đi lấy nước. Ông gọi bà và nói:
Bà làm ơn lấy cho tôi miếng bánh nữa. Bà trả lời: Có Đức Chúa, Thiên Chúa hằng sống của ông, tôi thề là tôi không có bánh. Tôi chỉ còn nắm bột trong hũ và chút dầu trong vò. Tôi đang đi lượm củi thanh. Tôi đang đi lượm vài thanh củi, rồi về nhà nấu nướng cho tôi và con tôi. Chúng tôi sẽ ăn rồi chết. Ông Elia nói với bà đừng sợ, cứ về làm như bà vừa nói. Nhưng trước tiên, bà hãy lấy những thứ đó mà làm cho tôi một chiếc bánh nhỏ và đem ra cho tôi. Rồi sau đó, bà sẽ làm cho bà và con bà. Vì Đức Chúa, Thiên Chúa của Israel phán thế này: Hũ bột sẽ không vơi, vò dầu sẽ chẳng cạn cho đến ngày Đức Chúa đổ mưa xuống trên mặt đất. Bà ấy đi và làm như ông Elia nói. Thế là bà ấy cùng với ông Elia và con bà có đủ ăn lâu ngày. Hũ bột đã không vơi, vò dầu đã chẳng cạn, đúng như lời Đức Chúa đã dùng ông Elia mà phán. Đó là lời Chúa. Chúa là Đấng muôn đời tin trùng, sự công minh cho người bị áp bức, ban lương thực cho kẻ đói ăn, người khát khao gặp nguồn nước tuôn trào. Hãy vui mừng ca tụng Chúa đi, hồn tôi ơi, hãy theo mừng ca tụng Chúa đi. Chúa giải thoát kẻ bị hãm giam và khai quang cho người mù tăm tối, ban cho kẻ yêu hèn vững tin và mến yêu ai công chính ngay lành. Chúa thương xót phu chờ đỡ nâng, người bơ vơ hay kẻ cô thế, phá mưu đồ những bọn ác nhân, vì Chúa ta nắm giữ vương quyền. Hãy vui mừng ca tụng Chúa đi, hồn tôi ơi, hãy theo mừng ca tụng Chúa đi. Bài trích thư gửi tín hữu Hebri. Thưa anh em, Đức Kitô chẳng vào một cung thánh do tay người phàm làm ra, vì cung thánh ấy chỉ là hình bóng của cung thánh thật. Nhưng người đã vào chính cõi trời để giờ đây ra đứng trước mặt Thiên Chúa chuyển cầu cho chúng ta. Người vào đó không phải để dâng chính mình làm của lễ nhiều lần, như vị thượng tế mỗi năm phải đem theo máu của loài khác mà vào cung thánh. Chẳng vậy, người đã phải chịu khổ hình nhiều lần từ khi thế giới được tạo thành, như nay vào kỳ kết thúc thời gian, người đã xuất hiện chỉ một lần để tiêu diệt tội lỗi bằng việc hiến tế chính mình. Phận con người là phải chết một lần, rồi sau đó chịu phán xét. Cũng vậy, Đức Kitô đã tự hiến tế chỉ một lần để xóa bỏ tội muôn người. Người sẽ xuất hiện lần thứ hai, nhưng lần này không phải để xóa bỏ tội lỗi,
mà để cứu độ những ai trông đợi người. Đó là lời Chúa. Anh chị em, tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Đức Giêsu ngồi đối diện với thùng tiền dâng cúng cho đền thờ. Người quan sát xem đám đông bỏ tiền vào đó ra sao. Có lắm người giàu bỏ thật nhiều tiền, cũng có một bà quá nghèo đến bỏ vào đó 2 đồng tiền kém, trị giá 1/4 đồng xu Roma. Đức Giêsu liền gọi các môn đệ lại và nói: Thầy bảo thật anh em, bà quá nghèo này đã bỏ vào thùng nhiều hơn ai hết. Quả vậy, mọi người đều lấy tiền dư bạc thừa của họ mà đem bỏ vào đó, còn bà này đã túng thiếu, lại còn bỏ vào đó tất cả những gì bà có, tất cả những gì để nuôi thân. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, câu chuyện tin mừng hôm nay làm chúng ta chú ý đến một bà quá nghèo. Trong xã hội Do Thái thời Chúa Giêsu thì bà quá, những cô nhi và những khách ngoại kiều là 3 thành phần nghèo nhất trong xã hội Do Thái thời ấy. Bà quá rất thông thường là một giai cấp nghèo trong xã hội Do Thái, vì đó là một xã hội trọng nam khinh nữ. Người phụ nữ không có chỗ đứng trong xã hội, muốn tồn tại được thì họ phải dựa vào người đàn ông, hoặc là chồng của mình, hoặc là con trai của mình. Bà quá trong trang tin mừng hôm nay là một người đã mất chồng, một người đàn ông duy nhất mà bà có thể dựa vào trong một xã hội mà bà không có chỗ đứng. Nhưng người ấy đã qua đời, và cho nên bà là một người nghèo, không nơi nương tựa, không có của nuôi thân. Và câu chuyện tin mừng xảy ra khi Chúa Giêsu vào trong đền thờ và Ngài quan sát vào thùng tiền mà người ta dâng cúng cho đền thờ. Ngài thấy có nhiều người giàu bỏ vào đó rất nhiều tiền, nhưng đồng thời Ngài cũng thấy một bà quá nghèo ấy đã dâng 1/4 đồng xu Roma. 1/4 đồng xu Roma thời ấy thực sự không có giá trị gì, nhưng đối với Chúa, bà quá ấy đã dâng nhiều nhất. Nhiều nhất không phải ở số lượng, nhưng trang tin mừng nói với chúng ta nhiều nhất là bởi vì bà đã dâng tất cả những gì bà có. Và Chúa Giêsu nói rằng những người khác đã dâng những điều người ta dư, người ta thừa, còn bà chỉ có bằng ấy, chỉ có bằng ấy để nuôi thân, nhưng bà đã dâng hết vào trong đền thờ cho Thiên Chúa. Bà đã nhận được lời khen của Chúa Giêsu. Thưa cộng đoàn, đây có lẽ không phải là lần duy nhất chúng ta thấy Chúa Giêsu dường như quan sát những người bé nhỏ, những người phận nghèo, những người bị bỏ rơi bên cạnh một đám đông giàu có. Rất nhiều lần ta thấy cách quan sát, quan tâm của Chúa Giêsu hướng đặc biệt về những người như vậy. Chẳng hạn, cách đây 2 tuần, tin mừng kể với chúng ta một anh mù bạc ti mê ngồi ăn xin bên vệ đường giữa một đám đông dân chúng đang đi theo Ngài. Ấy vậy mà Ngài vẫn nghe được tiếng kêu bên vệ đường của anh.
hoặc trong một lần khác, trong một đám rất đông đi theo Ngài, thì Ngài vẫn cảm nhận được có một phụ nữ nào đó đang chạm vào gấu áo của Ngài. Vâng, trang tin mừng hôm nay không phải là lần duy nhất Chúa Giêsu để ý những người nghèo, những người bị bỏ rơi, những người tạm gọi là bên lề của xã hội. Ngài rất tinh tế, Ngài rất thấu hiểu. Làm sao sống được cái nhìn của Chúa trong xã hội ngày hôm nay? Làm sao đem lời Chúa ngày hôm nay vào trong cuộc sống của mình? Giữa bối cảnh của xã hội hôm nay, dường như người ta chú ý rất nhiều về những điều lớn lao, những điều vĩ đại, những công trình ngàn tỷ, những người giàu, những hình thức đẹp đẽ. Làm sao chất tin mừng Chúa dạy chúng ta hôm nay ta có thể đem được vào, làm hiện tại hóa lời Chúa cho cuộc sống hôm nay giữa một xã hội dường như rất trọng về hình thức và rất ít chú ý về nội tâm? Vâng, làm sao chúng ta có thể sống được lời Chúa giữa một bối cảnh như vậy? Mà đấy lại là điều Chúa rất yêu thích. Vào năm 1925, khi Đức Giáo hoàng Pio thứ 11 phong thánh cho nữ tu Teresa Hải Đồng Giêsu, thế giới ngỡ ngàng. 2 năm sau đó, Ngài nâng thánh nữ lên bổn mạng các sứ truyền giáo, thế giới lại càng ngỡ ngàng. Và đến năm 1997, lại một lần nữa giáo hội nâng thánh Teresa lên bậc tiến sĩ hội thánh, làm mọi người rất ngỡ ngàng. Ngỡ ngàng bởi vì thánh Teresa là một nữ tu tuổi đời còn rất trẻ, 24 tuổi đời, 9 năm sống trong nhà dòng, mà lại là dòng kín. Ngài chưa một lần bước chân ra khỏi nhà dòng từ lúc bước vào đời tu. Ngày ấy người ta vẫn nghĩ các thánh phải là những người làm những chuyện lớn lao vĩ đại. Thánh Teresa còn quá nhỏ, còn quá trẻ. Công việc của Ngài dường như không có một gì đáng chú ý, quanh quẩn trong 4 bức tường của Đan Việt. Vẫn những bổn phận hàng ngày như bao nữ tu khác đã sống như vậy. Làm sao trong một nội vi như vậy, những công việc đơn sơ, nhỏ bé như thế, lại có một vị thánh lớn như vậy? Khi phong thánh giáo hội mới công bố tác phẩm nhật ký thiêng liêng của Ngài, Ngài viết trong những năm tu trì, mỗi khi trải qua những biến cố của cuộc đời, Ngài viết lại, và đấy là cuốn nhật ký một tâm hồn. Và khi tác phẩm ấy, quyển nhật ký ấy được công bố, người ta mới thấy đấy là một nữ tu bình thường, nhỏ bé, trẻ trung, nhưng lại là một tâm hồn vĩ đại. Vĩ đại không phải ở những việc lớn lao, nhưng vĩ đại ở những việc bình thường đã làm với một tâm hồn lớn lao. Ngài viết thế này: làm sao tôi có thể nên thánh được nếu so với thánh Francisco, so với thánh Đa Minh, những người đi khắp nơi rao giảng, còn tôi một nữ tu trong một đan viện thế này? Làm sao tôi có thể nên thánh được nếu so với vị thánh này, vị thánh kia, những vị thánh lẫy lừng của giáo hội? Chúa không đòi tôi điều quá sức, Chúa đòi tôi là chính tôi. Thì đây con xin dâng cho Chúa con người của con. Hiểu như thế thì Ngài đưa đến một phương thế cho mình nên thánh. Tôi không thể làm những việc phi thường, thì đây tôi sẽ làm những việc bình thường, với một tấm lòng phi thường, với một tình yêu lớn lao. Việc phi thường ở chỗ dù nhặt một cọng rác, nhưng cũng với một tình yêu lớn lao thì đều có giá trị trước mặt Thiên Chúa. Đấy là những xác tín mà Ngài đã chia sẻ trong quyển nhật ký thiêng liêng của đời mình. Và Ngài đã sống như điều Ngài đã viết suốt cuộc đời như vậy. Và đó là một cách thức nên thánh. Và giáo hội đã đặt Ngài ngang hàng với thánh Francisco Xavier, đó là một vị đã đi rao giảng khắp châu Á của chúng ta. Và rồi tiếp tục đặt Ngài ngang hàng với những vị tiến sĩ lẫy lừng của giáo hội. Vì chính Ngài đã khai sáng lên con đường nên thánh
mà nằm trong tầm tay của tất cả mọi người, những người bình dân, những người Kitô hữu bình thường nhưng vẫn có khả năng, vẫn có cơ hội trong tầm tay để nên thánh, làm việc bình thường với tất cả tình yêu. Vâng, Thánh Teresa đã nên thánh như vậy. Và cách thức ngài nên thánh, chúng ta có thể nói không làm gì khác hơn là sống trọn vẹn lời Chúa hôm nay. Ngài đã sống cuộc đời mình dưới cái nhìn của Chúa, không làm được những việc lớn lao, chỉ làm được những việc bình thường nhưng với một tình yêu lớn lao. Hiểu như thế thì thưa cộng đoàn, sứ điệp tin mừng hôm nay, Chúa không ghét bỏ những người giàu, Chúa cũng không khuyến khích chúng ta sống nghèo, Chúa không chối bỏ những giá trị của công việc chúng ta làm, nhưng ngài mời gọi chúng ta dù làm bất cứ việc gì cũng hãy làm vì tình yêu. Người ta thường xét đoán nhau trên hình thức bề ngoài, nhưng Thiên Chúa thì lại thấu hiểu bên trong, và chính ngài mới là đấng trả công cho chúng ta ở đời sau. Xin Chúa chúc lành cho xác tín của chúng ta vào lời ngài dạy. Amen. Tôi tin kinh Đức Chúa Trời. Sinh bởi bà Maria đồng trinh, chịu nạn đời quan không siêu phi la thô, chịu đóng đinh trên cây thánh giá, chết và phán xác xuống ngục tổ tông, ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại, lên trời ngự bên hữu đức Chúa Cha phép tắc vô cùng. Ngày sau với trời lao xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết. Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần, tôi tin có Hội Thánh Thần có ở khắp thế này các thánh thông trong. Tôi tin phép tha tội, tôi tin các loài người ngày sau sống lại, tôi tin hằng sống vậy. Anh chị em thân mến, sứ điệp tin mừng hôm nay Chúa muốn dạy chúng ta phải sống đạo thế nào cho đẹp lòng Chúa. Với ước muốn nên hoàn thiện như Cha trên trời, chúng ta cùng dâng lời cầu xin. Hội Thánh có trách nhiệm giúp con cái mình sống thánh thiện. Chúng ta hiếm lời cầu xin cho lời giáo huấn của Hội Thánh luôn được các tín hữu lắng nghe và trung thành thực hiện trong đời sống đức tin thường ngày. Xin Chúa chẳng trời chúng con. Mọi Kitô hữu đều có bổn phận nâng đỡ những công việc từ thiện bác ái của Hội Thánh. Chúng ta hiếm lời cầu xin cho mọi thành phần dân Chúa luôn rộng rãi đóng góp vào việc giúp đỡ người nghèo. Xin Chúa nhận lời chúng con. Tin tưởng vào sự quan phòng kỳ diệu của Chúa là việc làm các Kitô hữu cần làm suốt cả cuộc đời. Chúng ta hiếm lời cầu xin cho các tín hữu biết đặt trọn niềm tin thăng vào Chúa quan phòng. Xin Chúa nhận lời chúng con. Nhà thờ là nhà chung của người tín hữu. Chúng ta hiếm lời cầu xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta biên quang đài đóng gom vào việc gìn giữ nhà Chúa luôn khang trang đẹp đẽ. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa, Chúa yêu thích những công việc âm thầm, đơn sơ, nhỏ bé nhưng được làm với tất cả tình yêu. Xin Chúa giúp chúng con thực thi ước muốn của Chúa trong cuộc đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. À.
chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Lạy Chúa, xin mở lượng khoan hồng đoái nhìn lễ vật hồi thánh Chúa tiến dâng, để khi cử hành lễ tưởng niệm con Chúa chịu khổ hình thập giá, chúng con biết đem cả tâm hồn lãnh nhận ơn phục sinh. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì lượng từ bi Chúa yêu thương thế gian đến nỗi đã sai đấng cứu chuộc đến với chúng con, người vô tội mà Chúa muốn người sống như chúng con, để Chúa yêu thương nơi chúng con, điều Chúa quý mến nơi con Chúa. Nhờ sự vâng phục của người, chúng con được phục hồi để lãnh nhận những ơn Chúa mà chúng con đánh mất khi phạm tội vì bất phục tùng. Vì thế, lạy Chúa, cùng với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con tuyên xưng Chúa và hân hoan tung hô rằng: Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thanh, là nguồn mọi sự thanh thiên. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thanh thần Chúa thanh hóa những của lễ này, để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con nhiều người, và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là mầu nhiệm đứng tiên. Con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cần trước tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần.
Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu, để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Francisco, Đức Cha Giuse, giám quan giáo phận, Đức Cha Louis và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin nhớ đến các tôi tớ Chúa là các là bốn linh hồn Maria, Vicente, hai linh hồn Gioan Bautista, hai linh hồn Anna, hai linh hồn Anton, linh hồn Phêrô, linh hồn Dominico, linh hồn Giuse và linh hồn Gioan Bautista mới qua đời, mà Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho những kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse, bản trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta giam nguyện rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha gì đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha cho chúng con như chúng con cùng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa chuộc cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em chúng ta hãy chúc bình an cho nhau. Chiên Thiên Chúa, để đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc Chiên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự và mẹ con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
chỉ có mình Chúa đấng tâu xua tâm hồn con người, đấng đánh giá chân thực mọi người, chỉ mình Ngài phán xét công minh. Chúa không dựa vào hành vi bên ngoài, nhưng dựa vào tâm ý bên trong. Ngài dựa trên cuộc sống mơ rộng tình yêu thật lòng. Chỉ có mình Chúa đấng thấy hết bao điều trong lòng, đấng phán xét con ngay sau cùng, chính Ngài là danh giá cho con. Giúp con kiêm nhường và luôn chân thật, không bao giờ tự mãn kiêu căng, để đời con được sống an bình và luôn tròn tình. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con xin hết lòng cảm tạ vì Chúa đã dùng của ăn thánh bồi dưỡng chúng con và tuôn đổ trên chúng con sức mạnh của Chúa. Xin tiếp tục ban ơn Thánh Thần giúp chúng con bền chí sống cuộc đời ngay thẳng. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen.
thánh lễ đã xong, chúc anh chị em đi bình an.